Các bạn thân mến, thì hôm nay tôi sẽ trồng một cây, thì nói chung cây rất là đặc biệt, nó bé tí. Nhưng các bạn đây thì tôi lát nữa tôi sẽ quay tít xỉ để cho các bạn. Cây này nó bé tí nhưng nó cũng mấy năm trong rừng này các bạn này. Thì cây này thì đứa cháu nó sưu tầm nó cho, nó thấy bé mà xanh nét. Thì các bạn nhìn chắc là không khéo nó giống HO hay là năm cây trắng Phú Thọ. Thì cái này mà đo cm là cũng hơi là phức tạp rồi các bạn. Thì tôi trồng thì tôi đang nghiên cứu xem đặt tên là gì. Thì chắc tôi sẽ đặt tên là cây là số đỏ. Thế thì nếu bạn nào xem mà biết là có ai đã đặt tên cây hoa lan giả hạt tên là số đỏ, còn hoa nào chưa biết, cái này chắc phải 3 năm nữa may chăng mới có hoa. Nhưng mà nó khá là xanh. Thì tôi sẽ trồng vào chỗ kia. Thì mời các bạn quan tâm thì xem tôi trồng và tôi quá trình chăm sóc cây này. Đấy, thì tôi thử đo xem các bạn được bao nhiêu cm. Thì người ta bán hàng qua người ta hay đo sen thôi, tôi cây này thì tôi cũng đo sen cho thì gọi là cho nó oai. Các bạn này. Được 1,5 cm. Không hay là nó giống cây thì bạch tuyết hay là cây bảo duy, nhưng mà xanh nét các bạn ạ, không tì vết. Nhưng nó bé này chả biết tôi có chăm được hay không, bé tí này. Đấy, nhưng mà xanh thì các cụ nói rồi mà, nó xanh thì xanh từ trong trứng. Thì nói thế thôi cho nó vui, thì tôi sẽ đặt tên cây này là số đỏ, bởi vì khi mình đi sưu tầm thì mấy đứa cháu nó có cây này bé bé, nó còn khoái mình thì nó kỷ niệm như các bạn đấy. Thì tôi sẽ trồng kia cái này được, đây đo này được 1,5 cm này đấy, đo cho nó oai đây. Thì các bạn ạ, thì thực tế nhiều khi cho nó oai thôi đấy, tôi để đến đây và tôi sẽ trồng đấy. Thì xin chào các bạn, thì các bạn nào cảm thấy kênh Hoàng Việt TV1 mà nó có một chút ý nghĩa nào đấy thì các bạn cũng có thể like để đăng ký kênh để ủng hộ kênh Hoàng Việt TV1. Thì tôi cũng muốn là phấn đấu để lên được 5.000, của tôi cần được 5.000 người đăng ký rồi, gần 5.000 subscribe. Đấy thì các bạn, thì tôi sẽ cho vỏ thông to và vỏ thông nhỏ lên thôi. Tôi trồng vào cái chậu gỗ này để cho nó mang tính chất chuyên nghiệp. Thì khi mình cho giá thể thì mình cũng cứ tốt nhất mình chèn cho nó chặt để cho nó khỏi lúc nách, sau nó lúc nách nó khỏi dính liên quan rễ. Tôi nói cái này để cho nó khỏi rơi các cái, khi mình bỏ một ít hạt phân vào nó khỏi bị rơi ra. Đấy thì mục đích là cũng thế thôi. Các bạn này, thì cái cây này nó rất là nhỏ. Tôi định buộc nhưng mà tôi không biết buộc nào. Bây giờ tôi bấm nó vào cái mảnh gỗ này. À, bấm mảnh gỗ tôi mới đặt nó lên. Đây chắc là để này. Bấm một cái ghim ở đây. Nó nhỏ này không biết có chạm được không. Thôi thì các bạn cùng theo dõi. Đây cho tôi bấm một phát vào đây. Đấy các bạn. Xanh đét Simulan. Cái này xanh như quần đùi của đội. Nói thế thôi nhưng mà về người tính nghiệp vụ nghề nghiệp. Đấy các bạn thấy, mặc dù cây nó nhỏ như cái gân lá nó cũng rất nổi này các bạn này. Cây này mà nếu tính như cây bảo duy và cây bạch tuyết thì các bạn tính một cái này là hai cái thân già của nó là tính là được là 2 cm.
À đấy, để tôi lấy thước tôi đo. So với cây bảo duy và cây bạch tuyết thì các bạn sẽ so sánh này. Một thân già được 1 cm này. Một thân này được 0,7 này. Còn cái thân kia là được một, ôi cũng 1 cm thôi các bạn. Thôi nói thế để cho nó vui thôi, thì mình trồng thì mình cũng cứ trồng theo cái sự đam mê của mình. Các bạn ạ, quá trình trồng lan thì mình sự đam mê của trồng thì cho nó ra hoa, thì tôi cũng cố gắng để xem cây này nó cho nó sống. Đấy thì vì nó nhỏ tôi bấm vào đây, tôi đặt vào đây. Thế thôi. Chắc là cũng chỉ thế đến thế thôi, xong tôi phủ tí rêu vào nữa thôi, chứ bây giờ biết làm cách nào. Đấy, nhưng mà cây riêng cái này thì tôi phải chùm một phát cho nó máu. Các bạn. À đây, thì tôi viết là cây, thì tôi đặt tên là cây số đỏ là tháng 7 năm 2020. Thì nếu bạn nào thấy có người ta đã đặt tên này rồi thì comment giúp tôi để tôi lại chuyển lại là cây là đỏ số. Đấy, mình đặt cho nó vui thôi. Nhá, các bạn nào quan tâm thì theo dõi. Thì cái này tôi sẽ, ở đây tôi phải lấy một cái này tôi chùm xuống cho nó mang tính chuyên nghiệp đã. Tôi cắt cái đầu này đi. Thấy chưa? Các bạn mang tính chuyên nghiệp chưa? Úi giời, chết rồi. Đấy. Cái này chưa bấm kín rồi. Rất là chuyên nghiệp. Nhưng cái này chụp chưa đến nơi. Đấy. Úi giời, thôi không được. Đúng là tôi chụp cái to to hơn. Đấy, tôi sẽ cho một tí rêu vào bên bên hông này, cho vòng quanh để cho nó tạo độ ẩm. Đấy các bạn, thì video này tôi làm đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn. Ở đây tôi buộc cây số đỏ vào đây. Đấy.